các mọi người, mình là Tui đây. Hôm nay chúng ta sẽ dạy chơi dạng trò chơi là giải câu đố. Và hôm nay có tên gọi là đi học muộn. Tức là các bạn sẽ giúp cho một bạn học sinh dạy trễ đi học muộn vào trong trường một cách an toàn mà không bị giám thị bắt. Và làm thế nào để giúp được bạn học sinh đó đây? Chúng ta hãy chơi trò chơi này nha. Nhấn start để bắt đầu. Và đây là câu chuyện đầu tiên. Nhóm này đang ngủ. Đi học là 7:30 nhưng mà bây giờ đã gần 8 giờ, hơn 8 giờ rồi và thằng nhóc chạy thục mạng đến trường. Và có một giám thị đứng đó, thấy và bị chửi. Thế chơi này có tổng cộng là 30 vòng đó, thì nhìn các bạn đã biết là mình phải trốn vào được để cho đừng bị giám thị bắt đúng không? Và chơi vòng 1 nha. Thầy cũng gian như tương tự những cái dạng chơi khác là các bạn phải tìm những cái đồ vật để mà giải câu đố. Cái remote nhấn hả? Rồi đi vào trường vậy thôi. Và có một số cái vật dụng nó sẽ không cần thiết, cho nên là các bạn cũng không cần thiết là phải dùng hết những cái vật dụng. Các bạn có thấy bóng thầy giám thị đang xa xa đứng đó không? Đây có một cái chổi quét hả? Đánh ông thầy hả ta? À các bạn sẽ chọt cho cái cục ở trên đầu của ông thầy rớt xuống. Đập trúng đầu thầy thì thầy xỉu. Thầy đang đọc báo, có táo, có chuối. Thầy chén gì đây không biết. Có cục phân. Gì nữa không? Cho thầy ăn trái cây hả? Ăn gì trái cây quá bị ngộ độc thực phẩm. Rồi phóng vô thôi. Yeah. Nhóm thứ tư. Nhóm thứ tư này là cái gì đây? Mario. Kéo. Mario thì đập đầu mấy con nấm rồi đúng không? Ủa mà nếu này ông thầy giám thị mà. Cái mặt này mà ông thầy giám thị mà đúng không? Cái chào bên đó rồi sao vô? Cái kéo cắt hả? Đây là chưa lỗ vô. Ô, tiểu hoa khoan thịt rồi. Cho ông thầy lên hả? Chính xác ông thầy biết. Rồi bây giờ kéo này đường ở đâu đây? Nắm không được rồi. Bụt bông. Cắt cái bông. Rồi an toàn. Khi mà cắt bông thì cái này nó an toàn. Không phải xuống vào trong trường. Clear. Thứ năm. Thầy đang đứng đó. Búa. Ủa ông lại đứng kia mà sao ông lại đứng đây? Ủa cái này là cái gì đây? À buồn nhìn. Rồi chui vô. Thứ sáu. Một con rắn ăn. Ừ.
rắn cắn chết ông thầy. Cái chim là cái gì đây? Đốt cái cô. Để lên trên cái nồi hả? Nóng thì con rắn đi mất. Rồi mình đi vô thôi. Thứ bảy. Ôi chưa, đứa chó bị kẹt. Cái gì ở đây không ta? Tự nhiên có cái bóng đèn. À, cái bóng đèn ở chỗ gợi ý đó các bạn. Sư thầy hả? Oh yeah. Cái kéo. Ô bị ông thầy câu. Kéo cắt hả? Bể. Ủa lấy được cái gương. Cái kéo. Đâu được đây? Ủa? Để cái cổng làm cái gì vậy nhỉ? À, phản xạ. Phản xạ. Khi mà nhấn ở đây thì hơi thả cái gương rồi chiếm cái cửa. Không cần phải lấy xuống. Bà lại chen.
về cái cây, cây bỏ chạy vô thôi. Yes. Thổ ra. 12 13 cái rầm bố cái que cù u sữa không được bắt một tay không lấy cái cây cái que chọc con cua. Gì đây? Cái remote sao vô? À cái remote nào quên. Các bạn xuống đây. Dâu trồi lên thổ ra. Dòng 14 quẹt diệp tiền xu tiền xu thằng này giống như sao đỏ hơn mình đó các bạn. Bánh cho nó đi, cho nó ăn, ăn đi, tôi vô. Nó ăn nó tự tịch rồi nó xỉu luôn. Mày làm gì đây đốt nè? Ok. Bớt cái mùi các bạn chứ các bạn đi vô là các bạn cũng xỉu. Thổi ra. Hôi quá. Ông thầy đang đứng làm sao? Cục xương. Tính lúc. Xương. Chó nè. Cái lỗ này nhỏ lắm không có chui vô được. Tính lúc này là cái gì đây? Cái chuồng rồi các bạn sẽ chưa vào được. Thổ ra. 16 nhiều đây. Ôi con chó. Cái chân kia là con sao đỏ rồi. Lét con câu mà câu cái gì mới được. À có một con ở trên cái phần hai con đó rồi bỏ xuống dưới là các bạn được một con hoàn thành để đi vô. Quá đã hay. Cái tivi hả? Trời.
mai gì cái gì. Hù không thầy chắc luôn. Rồi chúng ta đi vậy. Lấy đồ của thầy cái chai bị ổn sợ. Có cái gì đây? CaO. CaO là cái công thức gì tôi chưa quên rồi. Bỏ vô nước hả? Rồi thầy bóng đá đi vô thôi. Công thức đó là đừng, các bạn đừng hỏi thứ gì tại vì tôi biết là ngu hóa. Không thấy đằng sau con chó, đằng sau đó. Bên nghe. Ủa vậy thôi hả? Cứ tưởng đứa nó ngó ông thầy lại bắt nó chứ. Cái sẹn. Cái chìa khóa. Đây có cái chìa khóa gì không? Không mở được. Ủa? Sao lại không mở được ta? Sợ. Cái sẹn này làm cái gì? Gấu lộng thầy chắc hả? Không đụng được ông. Cái sàn là cái gì đây? Ủa? Ủa nó mất tấm hình nữa rồi. Cái sàn nó cạo cái tấm hình đi. Để cái lỗ khóa. À là cái kia là cái ổ khóa giả. Sườn chó. Cho con chó nó ăn. Lấy đôi giày đưa vô thầy à. Biến giày của cao. Số đi. Xong 22 tới 23. 23 là cái gì đây? Tờ rúi. Số hiệu của ma đúng không? Phải cho nó chuyện ở chuối nè. Thì là không cần nghĩ biết. Tè. À cái kia là bộ đồ nữ sinh. Mình nhỏ nhỏ. Bên trong thầy. Có sao không? Chạy. Vô trường. Như ông thầy nấm chú bật nhạc cho nghe bây giờ đúng không? Số đi thầy bao nhiêu tuổi rồi?
cứ buộc, cứ buộc vô trong cái thùng này thôi đúng không? Dán lại. Thổi á. Kế tiếp. Cái dưa chuột, cháy cái xương. Mèo rất là sợ dưa chuột các bạn. Nó bỏ chạy. Rồi con chó ra. Còn cái rồi bó trên lưng của nó. Vô. Thổi á. Dòng nào không có ông thầy sẽ con chó. Nhưng mà phải có cái gì đó là canh canh tới trường thôi. Thầy đến đây rồi. Cái gì đây? Thầy ăn gì thầy? Yeah, xỉu. Ủa sao mình bắt luôn? Sợ. Ủa đây có số gì 8:30 nữa các bạn. Sợ. Ủa đây có số 8:30 á. Cục khinh khí cầu được không? Có sai được. Sao lại quá. Rồi leo cũng không được. Sợ. Dòng này là sao nhờ? Thật là cái số 8:30 là sao? Sợ. Có gì ở trên đây nữa? Đó. Các bạn đừng có cái đồng hồ ở trên cái tường cái trường học thì nó sẽ hiện cái đồng hồ. Hay là chuyển giờ đúng không? Chuyển là 8:30. À cái số này là 8:30 là cái giờ. Thầy đang đứng rung lẫy bẫy. Đưa cho thầy à? Thứ mất gại nha. Cao. Thổi ra. Rồi vô trường. Là lần này nó không cần phải chốt nữa, ông thầy đưa nó vô luôn. Thì tôi vừa mới chơi xong 30 giờ của thầy chơi đi học bộ. Như bạn thấy là cái game này cũng tương đối khó. Những cái ví dụ những cái câu hỏi, những cái chạy đố, câu đố nó khá là khó hơn những cái trò chơi khác. Tức là các bạn sẽ không phải suy nghĩ theo hướng mà bựa bựa. Các bạn thì kiểu như các bạn phải suy nghĩ xa chút xíu nữa. Và có một số dòng thì cũng khá là lạ. Và so với những cái trò chơi cùng loại thì cái game này, cái đồ họa nó không đẹp cho lắm. Nhưng mình hy vọng là các bạn sẽ thích video này nha. Tạm biệt.